trên non Yên Tử tròm cao nhất, trời mới sang canh đã sáng tinh, thì Hào Nguyễn Trãi đã khắc họa về Uông Bí như vậy. Từ đỉnh thiêng An Kỳ Sinh, nơi có nhà vua từ bỏ ngai vàng lên núi hóa Phật, khai sinh ra Phật pháp Việt Nam, đã cho Uông Bí nội lực phát triển rất mạnh mẽ để vươn mình từ một xã nông nghiệp của những năm 1960 trở thành một trong bốn đầu tàu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh hôm nay. Nhớ lại quãng thời gian hơn nửa thế kỷ trước, Uông Bí vẫn còn là một xã nông nghiệp nhỏ bé. Sau khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ quyết định khôi phục lại sản xuất ở mỏ than Vàng Danh và xây dựng nhà máy nhiệt điện có công suất 153 MW lớn nhất miền Bắc, Uông Bí bắt đầu có sự chuyển động mới, từ đây bắt tay vào xây dựng thị xã điện than, nền tảng của thành phố Uông Bí hôm nay. Từ một thị xã nhỏ bé, Uông Bí đã phát triển lên thành một trong bốn thành phố trung tâm của tỉnh với 11 xã phường. Có lẽ hiếm có địa phương nào lại có được bước tiến nhanh trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị như Uông Bí. Năm 1961, thành lập thị xã Uông Bí. Năm 2011, nâng cấp lên thành thành phố đô thị loại 3. Năm 2013, được nâng cấp lên đô thị loại 2. Không dễ dàng gì mà một địa phương chỉ trong hơn 2 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định nâng cấp lên đô thị loại 3 rồi loại 2 nếu như không đạt được những bước tăng trưởng ngoạn mục, không đáp ứng được các tiêu chí rất khắt khe của đô thị. Bí quyết được bắt đầu từ chiến lược phát triển, quá trình vươn tới đích thành phố động lực trong chuỗi đô thị của tỉnh, thành phố công nghiệp xanh Uông Bí. Một trong những trọng điểm trên con đường phát triển xanh trong kỷ nguyên mới mà Uông Bí lựa chọn xuất phát từ lợi thế mà chỉ địa phương này có được, đó là tiềm năng phát triển du lịch từ những di tích, danh thắng trên địa bàn. Đặc biệt là từ danh thắng Yên Tử, khu di tích đặc biệt cấp quốc gia, nơi chứa đựng những giá trị độc đáo cả về mặt lịch sử, văn hóa, với giá trị tiêu biểu là kinh đô Phật giáo của Đại Việt xưa và nay, nơi sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền phái thuần Việt gắn liền với ba công lao của ba vị tam tổ Trúc Lâm. Mỗi năm, Yên Tử đón khoảng 2 đến 2,5 triệu lượt khách hành hương và tập trung chủ yếu trong mùa diễn ra lễ hội, từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch. Có những ngày lên đến hàng vạn lượt người. Thế nhưng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng của các lực lượng, trong đó có công ty phát triển Tùng Lâm đã khiến cho Yên Tử ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách thập phương. Nhiều năm nay, cả mùa hội, Yên Tử hầu như không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự. Hội xuân Yên Tử đã và đang được các cấp, ngành và du khách đánh giá rất cao và cũng là chìa khóa mang lại thành công cho hội xuân Uông Bí nói chung, hội xuân Yên Tử nói riêng. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2016, lượng khách về với khu di tích và danh thắng Yên Tử đạt gần 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 70.000 lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015 và ước đến năm 2016 đạt 1,6 triệu lượt khách và khách quốc tế đạt 100.000 lượt khách. Công ty Tùng Lâm có hân hạnh được về Yên Tử 15 năm và trong suốt thời gian vừa qua là chúng tôi có nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm các cấp lãnh đạo của thành phố Uông Bí và hướng tới kỷ niệm 55 năm thành phố Uông Bí xây dựng và phát triển thì công ty Tùng Lâm chúng tôi cũng đã xây dựng được các cái chiến lược phát triển để nâng cái điểm dịch vụ tại Yên Tử dần theo hướng chuyên nghiệp. Chùa Ba Vàng là sơn môn thuộc Trúc Lâm Yên Tử. Ngôi chùa Ba Vàng khang trang có chính điện tráng lệ như ngày hôm nay đã trải qua 4 lần trùng tu, tôn tạo và gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ lạ, khá huyền bí, mang cả yếu tố tâm linh. Cách nay chỉ khoảng hơn 20 năm, trải qua thời gian và các cuộc chiến tranh tàn phá, chùa Bảo Quang chỉ còn là phế tích với một số di vật cổ bằng đá còn sót lại như một số bia, rùa, chân cột và cây hương bằng đá, trên có khắc 4 chữ Thiên Bảo Thạch Trụ. Chùa có đặc trưng của các ngôi chùa Bắc Bộ, gồm 3 gian bái đường, 1 gian hậu cung, cùng có các ban thờ Phật, thờ mẫu và Đức Ông. Tòa Đại Hùng Bảo Điện có quy mô nhất với kiến trúc 2 tầng. Du khách, Phật tử, dù chỉ một lần chiêm bái chùa Ba Vàng,
sẽ được đắm chìm trong khung cảnh nên thơ, trữ tình mà vẫn cảm nhận được không khí linh thiêng của chốn đạo thiền nhà Phật. Đây không chỉ là nơi để tu tập cho những người đến để học Phật, hiểu Phật và tu Phật. Chùa Ba Vàng còn hội đủ các yếu tố của một điểm du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử và là điểm đến của tăng ni, Phật tử, khách thập phương trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng thấy khi xây dựng Chùa Vàng với cái tinh thần là để hoàng dương Phật Pháp, đem ánh sáng Phật Pháp đến với muôn dân. Thế cho nên là với cái mục đích như vậy, cho nên tất cả các hoạt động của chùa đều hướng tới cái việc này. Chùa xây thì cũng vừa đẹp để cho nhân dân đến có cái cảnh quan để tham quan, nhưng cũng lại là cái điểm để hoàng pháp. Và tinh thần của tôi gọi là chùa của nhân dân, đất vua chùa dân mà. Thế cho nên là tất cả các hoạt động của chùa mang tính chất phục vụ nhân dân là chính, và đem cho bà con dân đến được với Phật Pháp. Họ hiểu được Phật Pháp, ứng dụng trong cuộc sống để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp. Uông Bí cũng từng nổi tiếng với nền công nghiệp khai thác than được khai thác từ thời thuộc địa trên địa bàn. Những năm gần đây, thêm nhiều mỏ và công ty than được thành lập tại khu vực Uông Bí như công ty than Nam Mẫu, công ty than Uông Bí, sản lượng than khai thác liên tục tăng trưởng. Than Nam Mẫu đang là một trong những đơn vị sản xuất hầm lò lớn và hiện đại trong Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Công ty than Nam Mẫu hiện đang quản lý và khai thác một vùng tài nguyên có trữ lượng lớn. Hiện công ty đang triển khai nhiều dự án nâng công suất mỏ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Khi đó, sản lượng khai thác sẽ đạt từ 4 đến 5 triệu tấn than một năm và là một mỏ than có sản lượng khai thác hầm lò lớn bậc nhất khu vực miền Tây của tỉnh Quảng Ninh. Cái định hướng chiến lược phát triển của công ty cho giai đoạn tiếp theo là tiếp tục đầu tư phát triển mỏ đến đáy tầng than để tăng sản lượng theo hướng tăng năng suất lao động và tăng thu nhập, đảm bảo được các cái điều kiện an toàn và cái môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động và đảm bảo được cái môi trường cho cộng đồng dân cư của thành phố Uông Bí. Để tạo ra những đột phá mới nhằm khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội bền vững có hiệu quả cao, những năm qua, thành phố Uông Bí đã rất chú trọng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc thành phố đang dồn sức, tích cực xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Để có được kết quả đó, những năm qua, thành phố Uông Bí đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm phát triển nguồn nhân lực như tạo mặt bằng xây dựng, tạo quỹ đất, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cho các tổ chức thành lập các trường, các trung tâm đào tạo. Đặc biệt, thành phố đã quan tâm tới việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân lực, nhất là đội ngũ giáo viên. Giai đoạn 2011-2015, thành phố có 45 giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh theo chuẩn khung tham chiếu của châu Âu. Đồng thời, thành phố cũng bước đầu liên kết và hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực, điển hình là lĩnh vực y tế, giáo dục. Nhiệm vụ cơ bản nhất mà nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhất, đó là nhiệm vụ dạy học và giáo dục các con. Thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, thì nhà trường đã trước hết là xác định ngay từ trong hè là tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia tốt các cái lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do phòng giáo dục tổ chức, cũng như là các lớp bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do nhà trường, rồi cụm trường tổ chức. Trường Trung học Thông Uông Bí là một trong những trường đang được ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh đầu tư trọng điểm với mục tiêu là cung ứng các cái dịch vụ giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Ninh. Trường Trung học Thông Uông Bí luôn có những phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt trong những năm gần đây có rất nhiều học sinh tham gia các kỳ thi và đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh. Cùng với giáo dục, ngành y tế đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm hoàn thiện hệ thống y tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động
chất lượng dịch vụ ở các đơn vị y tế để phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân trong tỉnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 45 đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện, 2 đơn vị quản lý nhà nước theo chuyên ngành, 10 phòng khám đa khoa khu vực và 186 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có một bệnh viện tuyến trung ương, 2 đơn vị y tế ngành than và hơn 1.000 cơ sở y tế tư nhân. Chúng tôi là một bệnh viện được nhà nước đầu tư phải nói là rất là tốt. Đầu tiên phải nói đây là bệnh viện do Thụy Điển người ta đầu tư một cách đồng bộ hiện đại từ năm 80. Và đây là một cơ sở khám chữa bệnh rất tốt cho nhân dân trong vùng, công nhân ngành than nói riêng và nhân dân nói chung. Và trong những năm gần đây thì Bộ Y tế tiếp tục đầu tư nhiều để phát triển và đã có nhiều công nghệ mới rất hiện đại đã được phát triển tại bệnh viện. Ví dụ như là máy xạ trị gia tốc, điều trị ung thư. Cái hệ thống này thì trước kia bệnh nhân là phải lên Hà Nội hoặc ra nước ngoài và là phần lớn bà con rất là hài lòng. Với phương châm, các nhà đầu tư vào Uông Bí đều là công dân Uông Bí, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của chúng tôi. Thời gian tới, Uông Bí sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong phát triển đầu tư sản xuất kinh doanh. Theo đó, sẽ công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí sơ nhập thị trường, giảm tối đa chi phí không chính thức, tạo niềm tin và điều kiện để doanh nghiệp, người dân bỏ tiền vào đầu tư, xây dựng Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ở thành phố Uông Bí đấy, thì các cấp lãnh đạo là luôn luôn quan tâm. Thế và những năm gần đây từ chính phủ là có cái chủ trương là đồng hành cùng doanh nghiệp. Thế thì ở thành phố Uông Bí là nhiều năm nay, thành phố năm nào cũng có cái chương trình và mỗi tháng có một cái buổi để cho các doanh nghiệp gặp mặt lãnh đạo thành phố để chia sẻ những cái khó khăn vướng mắc của mình để lãnh đạo thành phố có cái định hướng và thao gỡ cho doanh nghiệp phát triển. Từ việc đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất, thế rồi thì các cái lĩnh vực về thủ tục hành chính là rất là thuận lợi và rất là tốt với doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Trong cái thời gian tới thì thành phố tiếp tục phát động các cái phong trào thi đua để gắn với hoàn thành các cái nhiệm vụ trong cái nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Đấy, một là phát triển kinh tế nhanh, bền vững và tăng cường thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp. Hai là tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính để đạt được cái hiệu quả trong cái hoạt động trung tâm hành chính công của thành phố. Ba là thực hiện tốt các cái nội dung trong cái quy hoạch chiến lược của thành phố, đặc biệt là trong cái công tác chỉnh trang đô thị. Và bốn là xây dựng và phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với lại phát triển kinh tế. Năm là xây dựng, củng cố cái hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh quốc phòng vững mạnh. Bắt đầu cho thành phố xanh, đô thị xanh dưới chân dãy Yên Tử xanh, Uông Bí đang hành trình về phía trước với vận tốc nhanh hơn, bền vững hơn để dòng điện, hòn than tỏa sáng. Để mời gọi du khách về với thành phố bình minh, nơi lưu giữ hồn cốt dân tộc.